Không anh, có ông anh ông kêu con rắn dưới hồ các bạn ơi. Có ông anh kêu con rắn dưới hồ. Đã đâu đâu, nó chỗ nào rồi? Ngay chỗ cũ luôn á. Ngay chỗ nãy phải không? Ừ. Kép mình tránh ra coi. Nó quay đầu lại với nó đó. Nó lặn ở dưới các bạn ơi. Kìa kìa, nó bò dưới các bạn nè. Cuốc dưới đáy hồ á. Rắn lặn ghê chứ. Các bạn nè. Tưới dưới mặt đáy hồ á. Ủa nó bơi đâu rồi? Đâu trong bèo vậy mà ai biết đó. Đây nè, nó đây nè. Nó lặn ở dưới á. Đó các bạn thấy không? Thấy không? Thấy không các bạn? Đó, đang ở dưới á. Dưới mặt nước xa sâu lắm. Đó, đó, nè đó. Đó các bạn nè. Đó, rắn đó. Giờ nó lặn tuốt ở dưới sao mà bắt đây, cái hồ này nước trong lắm bạn nè. Sao chưa thấy nó lên? Con nó lặn ghê chứ. đang tưới rau, anh gọi chạy, chụp điện thoại chạy liền. Đó, này con đang ráo như vậy nha, to lắm. Rồi sao bắt đây nè, nó nằm tuốt dưới giờ, cái mặt nước này mình chỉ cần động cái là nó đục lên là không thấy được nó liền. Rồi sao nó nặng đâu dưới ta? Cầm hồi cái rớt dưới cái nước cái xong cái xong luôn. Đó bạn thấy không? Đó, cái đầu nó nằm đâu không biết. Cái đuôi nó dài sọc đó. Đó các bạn thấy nè. Hình như nó nằm trong cái rổ. Lấy cái cây đèn á. Cái cây nào mà bự bự, cái cây như cái bảng bự bự cái đèn á. Có cái bảng nha, có cái bảng mà cái đầu dài á. Chỉ đè bắt nó thôi các bạn. Bây giờ xuống là không được. Lâu có cái vị hấp dẫn tí. Đâu được bạn, cái đầu bằng á. Đâu bằng không? Đâu nào không vậy nè. Đầu này vậy không được rồi. Cái mấy cây mà có đầu bằng á. Cái đầu bằng mới chụp được nó được. Mới đè nó bắt được. Đâu có lâu đâu nó bay nữa. Mấy cây đi, cây này đi cũng già. Hồi nãy có ông anh kia ở trong Long Minh ổng điện vô bắt con hổ mang nó vô nhà người dân đó mà mình đang làm đây mình cũng không đi được, không biết là trong nhà dân đó có sao không biết nữa. Cái chiều mình điện lại thì coi, nếu mà chiều mà nó trú trong đó thì mình vô mình tìm mình bắt, còn không có thì thôi chứ mình giờ mình bận đâu có dám đi được đâu bạn. Các bạn này, thấy cái đầu không đó. Cái đầu nó ghét lên cái cây thành cây á. Nó lặn ghê ta. Cái đầu nó các bạn đó, thấy cái đầu nào đó bạn thấy nè, đầu nó nằm đó đó. Giờ mình sọt cái cây xuống quanh kia đi để nó chạy qua còn chụp được. Thì nói chung là giữ nó không cho nó chạy. Tắt cầu dao đứng, tắt cầu dao nước đi, đỡ điện có điện sao. Giờ mình đè nó các bạn nha. Đó các bạn thấy ấy da. Cây tùm lum nữa chứ. Đâu rồi? Đó, nó bò đi các bạn nè. Nó bò đi rồi. Cái mình đó các bạn này. Rồi cái cây mình sọt xuống nè. Đâu rồi, nó đâu rồi? Rồi cái mình nó leo lên rồi. Ồ, nó bơi nó. Tay nào? Nó bơi bẩn nè. Ê. Đây. Con này nó lặn được kia. Thấy nào? Nó lặn bơi ghê ta. Cái đầu nó quay đầu này nghe nó. Nó cái đuôi nó kìa.
đâu đuôi nó bên này này, bên ngay ngay ông cái này, đuôi nó này. À thấy rồi, thấy rồi. Thọc tay xuống mình chụp luôn các bạn. Nếu mà càng cạn thọc tay chụp luôn. Con này đang răng. Răng ráo làm ra nó cũng hiện rồi nè. Quay đứng, quay đứng. Đây, đây. Này đưa đưa quay cho các bạn xem. Đó. Đó các bạn nè, nó đây nè, đó, đó. Cái lá cây. Đó, cái đầu nó rút vào đó các bạn nè. Mờ 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 các bạn thấy nha các bạn. Đó, nó đó. Giờ thọt xuống mắt cũng không được nữa. Giữ giữ quay quay quay. Rồi rút cái đầu xuống dưới chụp nó thôi. Cầm cho kỹ nha, cầm cầm đây nè, nắm ở đây nè. Đó, cầm đây đó. Quay 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 xuống. Thấy không, thấy không, thấy không? Nè các bạn, mày hả mày? Mày thoát được cái tao hả? Ui, nó mổ. Đây các bạn này. Mày chạy được cái tao hả? Ui, nó mổ. Đây nè, đi qua. Ui. 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 Đây các bạn nè. Con này đánh ráo như vậy là to lắm rồi nha. Trời ơi. Cũng được, cũng được, cũng được. Đó các bạn nè. Nó giữ bật cố luôn các bạn. Đó. Ui, đó các bạn nè. Chép, 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 múc cái chép. Tao đang cầm một cái, tao quay cái không, tao áp bắt được. Chụp nó. Chép. Múc nó chép. Chép, bắt nó chép. Trời ơi. Chụp nó chép. Quất nó, chụp nó. Mày thì sát thủ bắt rắn, chụp nó xem tao cái gì. Chụp nó. Đó các bạn nè. Đó. Đấy các bạn á. Con này là nó không cắn không sao, nhưng mà nó cắn bén các bạn, cái răng nó bén cực kỳ luôn á. Mình giờ một tay cầm điện thoại một tay ấy, giờ mình chỉ lừa vô cái chân để mình bắt nó thôi. Đó. Rồi dính mày mày rồi á. À, này là rắn ráo nha các bạn nha, rắn ráo gọi là hổ lãi á, kêu là hổ lãi đó. Con này lặng ghê luôn. À, con này nó cắn thì không sao, nhưng mà cũng rách da nha các bạn nha. Ơi, ơi, tay cầm điện thoại, tay bắt thì sao bắt. À, còn mày không có vô, mày vô dụng không có được cái việc gì hết. Đào tạo cho mày bao nhiêu cơm nước. Đây các bạn. Con này cũng là đánh ráo gọi là vậy, con này cũng bự lắm các bạn nha. Cũng được. Không biết ở trong nhà kia con rắn hổ mèo. Hổ mình gọi là hổ mèo á. Trong mình là toàn hổ mèo không á, không biết nó như thế nào rồi. Này các bạn này. Chúng mình gọi là hổ mèo đó, mà không biết là nó ông bắt được chưa các bạn này. Thôi, đây các bạn này. Đó. Vô tình đi tưới rau mà đang chuẩn bị tưới rau, ông anh điện bắt được con rắn này các bạn nha. Cũng hấp dẫn đấy chứ bạn. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nha các bạn. Giờ đi mình đem bỏ nó vào bao thôi. Cái chiều nay nếu mà mình vô nhà trong tổ 19, cách nhà mình chừng cỡ 15 cây. Nếu mình vô nhà người đó mà để điện hỏi lại cái ông Đồng Tháp, hôm nay ông về Bến Tre rồi. Ông mới điện cho mình, nếu mình điện thử coi nếu mà có con rắn đó còn ở trong nhà thì mình sẽ giúp người dân bắt con rắn đó, hoặc là mình đuổi nó, nếu mà con rắn dữ quá thì mình đuổi nó đi cho khỏi nhà dân, cho nó khỏi nguy hiểm nha các bạn nha. Rồi, nếu còn thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem, còn nếu không còn thì thôi.